chiến tranh anh, nếu anh mấy anh còn sống được là anh mới chui vô điện 13 mấy anh còn sống. Còn nếu mấy anh không còn sống được là không bao giờ chui điện 13 được, là không vô được là mấy anh chết. Vô điện 13 trong đó mở cửa dưới á. Cái đó là tại vì cái đó là ông Di Lạc ổng hỏi em nghe. Ổng hỏi em chứ nữa á, chiến tranh này con ở đâu? Cái em mới nói con chui vô gúng không? Ổng chịu, ổng kêu vô điện 13 đi, mấy ổng mở cửa cho. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú quay cái cây này nè quý vị. Như là quý vị biết đó, cái cây này ngày xưa tới bây giờ là có cái tên là cây Sa La. Đúng rồi, cây Sa La. Nhưng mà bây giờ là Châu Phú mới vừa gặp cô Tư, Tàu Hấu đã chia sẻ với Châu Phú trong cái... những cái lời nói văng vẳng bên tai cô, cây này không phải là cái cây Sa La, và có người thì đặt cái cây này là cái cây tướng quân, cây ghế tướng quân gì đó, thì cái cây hàm rồng, hàm rồng, đúng rồi, cây hàm rồng, chú ba nói là cây hàm rồng. Hàm long hả? Chào chào chú ba này, qua đây đứng đây nè chú ba, sao chú ba đứng qua đó? Bây giờ là Châu Phú hỏi thì ở Tây An này trồng gì cũng rất nhiều. Dạ. Nhưng mà ở Campuchia là ngay đăng đền vua của vua Sihanouk đó. Dạ. Có là cả chục cây mà nó cao cả 10 mét, nhưng mà nhân viên người ta cắt gọn, ta tiễn nó tròn rất là đẹp. Dạ. Ai có đi du lịch Campuchia xem trên mạng đền vua đó là sẽ thấy mấy cây mình đi bển không á. Sa La qua Hàm Long đó liền hả? Dạ vậy hả chú, là chú nói là cây này cây qua Hàm Long ha. Thì có những cây nó rất giống cái đầu của con rồng. Dạ. Thành ra người ta kêu qua hàm long, chữ long là rồng, chữ qua là cũng như là miệng hàm vậy đó. Dạ. Gụm xuống cái nè. Đó lụm cái đó coi có giống đó, quay đó thằng giờ đó ông cha. Đây nè coi nè, gan nè. Thì giống hàm rồng thấy nó thấy chưa? Nè. Đó. Cái hàm rồng ha bà cụ, thấy cái hoa này giống cái gì bà cụ? Đẹp quá hay thầy nha. Bà thấy giống cái hàm của rồng không? Giống không? Bà nhìn á, nhìn vô nè bà coi nè. Giống cô Tư cô Tư thì thấy có một cái hoa là nó giống ghế ông vua nữa, nhưng mà giờ nếu cái này là mão vua nè, còn cái này là ghế nhung vua ngồi nè. Ha. Nhìn qua nhìn lại thì muốn tưởng tượng làm sao vậy đó. Dạ chào cô Tư. Thì thưa cô Tư, trong cái phần mà vô vi của cô Tư đó, cô Tư thấy cái cây này á, là cô Tư biết cái tên gì không? Cây này người ta kêu bằng cây Sa La. Dạ. Nhưng mà ngày xưa á là cô đi ở chùa Quại Nghiêm cách đây 17-18 năm rồi. Yeah. Mà cái bông này là ở nước mình chưa bao giờ nở. Yeah. Rồi khi trên đó là một cái khu vườn của ông Phật Thích Ca ngồi. Yeah. Có cái chị kia mới rủ ra cái vườn, cây này nè. Vườn Ngự Quyển. Vườn Lộc Quyển, ra vườn Lộc Quyển chơi. Yeah. Cái cô mới đi ra thì cô thấy hai cây bông đẹp quá. Cô mới hỏi ý bông gì đẹp quá, bông gì đẹp quá. Thì bên lỗ tai mới nói qua U Đàm đó con, qua U Đàm đó con. Thì chừng đó mình mới lấy 7 bông mình đem về, mình xè tay mình xin ghép cho 7 bông đem về, tính đâu nó lâu dài phải không? Yeah. Để chịu rụng mẹ hết trơn à. Vậy mà còn rụng mẹ nữa, cái thì, chuyện mà rụng mẹ luôn. Thì đó nó gã rời hết rồi. Dạ. Yeah. Nó thì mình mới hỏi tại sao mà cái cây này qua U Đàm, nó con nhìn đi nó từ trong thân nó chỗ ra khi bà mẹ Phật Thích Ca dịnh vô đây nè, đau. Yeah. Bụng quá đó. Dạ. Dịnh vô đây rồi từ trong thân nó đổ ra bông ra, rồi các nơi là hoa nở chim trên xuống hát ca. Là đó. Cô hỏi về bên phần vô vi hả? Cháu nó xem đẹp ha. Vậy đó. Đó là từ đó tới giờ là cô biết cái bông này là hoa U Đàm thôi. 80 khỏe ha. Dạ. Vậy là cô biết bên phần hoa U Đàm á ha. Ừ. Là cô hỏi bên phần vô vi hay gì? Thì đó quên lúc ta trả lời. Chứ còn mà người ta nói mọc hoa U Đàm trên xe, trên cổ, trên cây không bao giờ có. Dạ. Ông nói là hoa U Đàm là cái cây này thôi. Vậy đó ha. Ừ. Chứ đừng có nghe người ta nói mọc trên cây, trên hoa, trên này, trên kia, không phải hoa U Đàm. Dạ. Qua U Đàm là từ trong căn thân cây nó mọc ra nè, trên nhánh không bao giờ nó mọc. Dạ dạ dạ, vậy đó ha, vậy là cái này là mọc từ trong thân cây. Ừ. Và cô có cái bài thơ nào mà cô tặng tại cái cây hoa U Đàm này không cô? Dạ. Không có điển nè. Cô cầu điển được không? Cầu tại vì cái cây này là ngày xưa hoàng hậu Ma Gia khi mà vào vườn hoa Ngự Quyển đó phải không? Là bà đã sanh thái tử tại đó thì và dịnh vào trong cái thân cây,
thì cái thân cây là tự mọc bông ra, mọc bông ra. Ừ. Đặc biệt là mọc từ trong thân thôi ha, chứ không mọc ngoài nhánh đó, thì tự mấy ông chỉ mình mới biết vậy đó, ha. Nghe bên tai chỉ là mình mới biết. Có thể cầu cái nguồn điển nào để mà về ngâm nhắc lại cái bài đó không con, cái câu chuyện đó không? Điểm vô đi cho cô Tư nhắc đi. Dạ. Rồi ơi. Nhắc cô nha, ít thôi nghe. Dạ. Mấy câu rồi về nghe. Cô Hai cười. Bà Hai nghe nè nghe. Nghe. Có duyên lành nhằm qua đua nở của ma hoàng hậu gợi lòng. Qua này ban Phật tích ca ở ngài trần hạ tòa sen ra đời. Hoa thơm gửi tặng bốn mùa cho dân hiểu rõ lòng này mẫu ban. Qua này thế cuộc qua sen của Phật ra đời, bài đó hoa tươi xuống trần gửi tặng dân hiền đến đây gặp Phật thiết tha hộ trì. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Vỗ tay ha, mà cụ vỗ tay kìa. Cô Hai vỗ tay kìa. Mình uống nó có hạ đường không? Người ta nói thì hạ đường gì đó. Em không biết nữa, em rồi, chưa có chị. Ừ. Tiếp tục đi qua bên cái cây bồ đề kìa. Rồi đi về. Dạ. Yeah. Tiếp tục. À, vâng, và kính thưa vị, đây là chùa Tây An Cổ Tự. Đọc kỳ lắm mà kêu đọc vậy ta. Tại đây á, là ngôi chùa này á, là ngày xưa á, có cái cây dầu. Cây dầu thì trong cây dầu của Đức Thầy đó. Gốc mọc đâm chồi đó. Khi nào gốc mọc đâm chồi đó thì đâu, ta dân sắc lệnh tới hồi trần gian. Đâu rồi? Thì tại đây. Cái gốc và có ông đạo đó. Ông đang cởi hổ nữa kìa quý vị. Đây nè. Trời ơi, ông này ông tính làm thánh tiên Phật gì mà ông leo lên ông hổ ông cởi vậy. Phải không? Ông này không tức cởi hổ rồi. Chừng nào lên, đừng để em nói nè. Chừng nào mà lên đỉnh ông cấm mà con hổ cởi anh được qua núi núi gì? Đó. Núi gì Tiết Liên? À gì vậy, núi gì? Núi gì? Núi gì trên trển đó, núi dài á. Liên Hoa Sơn hả? Liên Hoa Sơn là núi tượng. Núi dài dạng liên. À, được cởi lên Liên Hoa Sơn á, là chừng đó mới cởi gặp cởi hổ này được. Còn chưa lên được, không bao giờ cởi hổ được. Ừ. Dạ. Nhiều người không có đi lên Liên Hoa Sơn là cũng cởi hổ rồi. Dạ. Rồi bây giờ á, Liên Hoa Sơn mà cũng cởi hổ được. Rồi bây giờ thì chào. Ông nói nè, thân ta ở mãi với trần, lúc nào cũng đưa đón con hiền về ngôi hết. Yeah. Tại vì con ở Trần Hồng chưa biết thân ta lập hội ở đâu bao giờ. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, bây giờ tiếp tục nữa thì chú Ba Bình Dân sẽ đọc. Nó chơi chứ 18 năm rồi đi, mấy ông không có cho nói chuyện. Thơ pháp. Để tưởng nhớ Đức Phật Thầy Tây An tại Tây An Cổ Tự. Dạ, mời chú Ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trước lễ kính Đức Phật, Đức Thầy, quý đồng đạo trong ngoài nước thân kính mến, hôm nay cũng vào buổi trưa qua ngọ tại trước Tây An Cổ Tự. Chúng tôi hôm nay vì nhân duyên là đi ngày kỷ niệm 50 năm của ngài Thanh Sĩ Viên Tịch, xuống ở sau ao chùa Tây An bên cạnh cái ngôi thờ Bửu Sơn Kỳ Hương trên ao sen. Báo cũng đã thâu nhiều clip nhắc lại lời vàng tiếng ngọc ở trước đây thì sân chùa Tây An Cổ Tự trước cây bồ đề, thì mình bỗng nhớ lên lời Đức Thầy thường dạy chúng ta: ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm để được tâm phát bồ đề vững chắc, và giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, mà thường nhớ câu đại lực đại hùng phải thắng thất tình giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm, và thập tam ma phải diệt bằng trí kiếm, dứt xong rồi mới vô sự thảnh thơ vì biển hồng trần lao lý dịu dơi, xô đẩy mãi trong dòng ngũ trược. Thì kính thưa quý vị, Đức Thầy đã dạy chúng ta thì trên phương diện chúng ta tu hành mà phát tâm bồ đề, thì ngài Thanh Sĩ cũng có dạy chúng ta trong cái quyển Đến Liên Hoa, đề tài là liên quan với bồ đề.
nhiệm màu như sau: Nam Mô A Di Đà Phật. Gương đạo ráng chùi lao trọn vẹn, cội lành nên dung quén cho xong. Đạo gương mới thấy chủ nhân ông, cội lành mới trổ trái bông bồ đề. Nhân ông thấy đường mê chẳng lạc, bồ đề khai bến giác được qua. Bồ đề cũng tự tâm ta, vì nhân ông cũng tại mình ra ráng tìm. Vì kho Phật pháp sẵn niêm trong dạ máy, quyền di có khóa nơi lòng. Chưa tìm được đạo chưa thông, khi tìm thấy được là đạo không còn mờ. Phải phản chiếu cho cơ đạo ngộ, và ráng hồi quang cho lộ tâm khai. Quyết tu sẽ đắc có ngày, đạo thành tựu được nhờ đầy lòng tin. Tin Phật đã tu thành chánh quả, tin mình tu đạo cả sẽ thành. Tin xưa Phật cũng chúng sanh, Phật siêu kiếp được, tin mình cũng siêu. Lòng tin mạnh mới càng tiêu kiếp nhược, tin càng sâu càng được vững tâm. Có tin mới có dám làm, không tin phàm vẫn còn phàm như xưa. Mà tin rồi phải sớm trưa thực hiện, nếu tin suông lỷ nguyện không thành. Ta bà thế giới chúng sanh, muốn tu chứng quả phải tin đầy lòng. Vì đời xô đẩy như dông như bão, tu kém tin dễ đảo dễ nghiêng. Có tâm tin mới có nhẫn kiên, vì đức tin là bước đầu tiên tu hành. Lòng tin có sự thành sẽ có, tu tinh thành dù khó cũng tu. Xấu tu thành mới quá cù, người tu thành mới đạo màu chứng nên. Có tin mới có bền chí tiến, tu kém tin dễ chuyển thối tâm. Thì kính thưa quý vị, các ngài cũng thường dạy chúng ta, tu mà lòng thiếu mạnh tin thì là khó giữ cho mình sạch trong. Thì kính thưa quý vị, trước ngôi Tây An Cửa Tự giờ ngọ đã qua, thì cũng sắp hướng dẫn đưa tiễn cô Tư Cần Thơ lên đường về nhà làm nhiệm vụ. Thì thời gian có hạn xin hết để chuyển lời pháp qua cô Tư tiếp tục. Nam Mô Di Đà Phật. Chưa có miếng nào hết trơn nè. Thì bây giờ có pháp có không có thì mình kể những cái mẫu chuyện đạo cũng quý rồi. Dạ, cũng như cô Tư đi đây đó, thấy mẫu chuyện đạo nào mà để cho người ta giác ngộ đó, những mẫu chuyện hay cô Tư kể cũng được rồi, cũng quý. Cái cây mà gốc bồ đề đi ha. Dạ. Thì Phật thầy ngày xưa ông nói á, nếu tầm gốc phải tầm cho tới, phải không? Tới khi nào quyền với hậu lai, tầm đến nơi có Phật hoằng khai, quy nhất định thì Như Lai được hưởng. Nếu mình đi tới chỗ nào bất cứ, mình tin chỗ đó có Phật là Phật sẽ về dạy mình. Còn mình không tin là không bao giờ ai dạy. Muốn đi lấy của mấy ông thì phải hết lòng tin tưởng thì mấy ông mới cho của mình. Cũng như vào hang cọp mới bắt cọp con ha, chịu bùn nhơ mới bọc đường nhiều nhiều sen báo ha. Gốc cắn hòa quyện từ xưa đến nay, trùng gốc phép thừa mới ra, đạo màu chẳng có đâu xa. Lấy tâm thực hiện thì ra quả cầu, dù an tự tây phương thọ ký, những lời truyền chẳng có ai nghe. Biết rằng đạo học nhiễm màu, nhưng người chưa có huệ kinh vào lòng. Giữa căn tiền nợ duyên phải giúp, cõi dương trần đừng định người ơi. Lập thân cho kịp hội này, lấy thân như gốc bồ đề năm xưa. Đạo bổ sơn xa gời ngàn gót, đường chân tu chỉ có dựa kề. Nếu ai thực hiện tâm lành thì ta lai bóng đạo tùng gãi phân. Thương con trẻ khắp nơi tu niệm, lão đâu mà để già trong ngư. Lúc nào lão cũng dắt tâm, gửi cho hết cả tâm duyên với trần. Hỏi nam nữ trẻ già nghe kỹ, lòng của ta như ánh hào quang. Dầu ta bỏ xác dương trần,
thân ta lọc hồi đáo lai hàng kỳ. Đừng quên lãng lão ông trên núi, ngài lập ra âm tự với trần, lúc nào lão cũng viếng thăm, tại người chưa gõ lão thân nơi nào. Lão tìm kiếm con thơ khắp chốn, quà căn lình lành lão tỏ phước duyên. Lập ra môn hội từ xưa, lão đây có phải để dành cho ta. Vì thương cả ba gia tại thế, lão bỏ ngôi về chốn hồng trần. Lập ra buổi hội càng đông, để sao rước đặng con mà về ngôi. Đừng quên lão lời truyền ngày trước, lão mong con đạo đức xét thầm. Để sao lập hội chợ đông, thân mình không có bản vàng con ơi. Cho nên lão chèo thuyền khắp chốn, gửi lòng con ở cõi ta bà. Nếu ai thật giả tu hành, thân ta hiện pháp trùng ngôi một lần. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, tiễn về đúng anh em. Cô Tư, thì bây giờ về chưa? Về, quá trời. Tôi giờ chúc cô Tư phải không? Được thượng lộ bình an, hạ lộ huy hoàng. Rồi. Chúc cô Tư tu sao cho Đức Phật trên bàn, rờ đầu phải có lời vàng ngợi khen ha. Rồi, chia tay nè, 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 gỡ. Và vâng, cái đơn vị qua đoạn video này, Châu Phú chân thành cảm ơn cô Tư Tàu Hữu ha. Rồi. Có những cái bằng thơ pháp Tàu Hữu rất là hay ha. Em không biết chữ nha anh. Rồi, chúc chú ba bình dân và tất cả quý đồng đạo có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Em tuổi anh đó, hồi đó giờ không có biết ông sư giải văn khoai. Dạ. Cái nói ông ơi, đó giờ con chưa biết ông. Cái ông đem lại chiếc ghe bự lắm mà. Cái mũi mình bước xuống ngộ lắm. Nó làm sao nó ngộ lắm mà ở dưới hai đống phai, một đống phai bên đây đống phai mà dòm nó sâu quá dưới đó. Là ông mới đem xuống rồi mấy tháng nay. Dạ cơ, ông sư giải văn phai bây giờ cô biết mặt ổng không? Không, mà cái mặt ổng cũng như là ông cha Diệp ở dưới á. Hả? Ừ, y như cái ông cha Diệp vậy đó. Cô cho con hỏi là cô là hằng ngày xưa là cô làm nghề là nấu đá. Nhưng mà cô chết đi sống lại rồi đó, là cô có duyên lành cô gặp các vị đó là sư giải bán khoai hay là Đức Phật thầy Tây An hay là có Đức thầy và rất là nhiều vị đó, thì là bây giờ là cô cũng là đã chuyển đổi qua cái nghề là bán tàu hủ không cô? Vậy đó ha. Bán tàu hủ. Bán tàu hủ và con cũng biết được đó là tại sao mà cô không có đi học. Cô không biết chữ mà tại sao cô lại biết những cái đoạn thơ văn như vậy? Mà bây giờ cô biết chữ chưa? Không biết, nhưng mà biết hơi hơi à, chữ nào dễ biết, chữ nào khó không biết. Vậy đó hả? Ừ. Có cô học đến lớp mấy? Không có học, giữ em không à. Giữ em ở nhà không hả? Gia đình khó khăn ha. Rồi đó cha nghèo. Rồi cái nguồn thơ pháp này là tự động mình nên cô... Cái lúc mà để cô nói ví dụ mà cái tấm hình Phật thầy đó. Dạ. Miếng nhìn ổng, ông nói gán trả bài cho thầy đi con. Có biết chữ đâu mà đọc cái gì. Dạ. Cái nói thôi con gán niệm Phật nha. Không niệm không bao lâu hết, là kiểu như hồi nãy kể là quyết tâm á. Chú hai bàn giò hai bàn tay đó. Rồi niệm Phật hoài đó. Ừ. Rồi từ từ biết. Nhất biết tâm niệm Phật là bắt đầu từ ngày ra luôn. Ra thư pháp luôn. Ra thư pháp mà ông không có cho nói tới chừng mấy tháng là biết rồi. Nhưng mà ông không có cho nói với người ngoài. Tới hồi năm rồi đó là tháng 9 năm rồi đó, ông Đức Phật chùm, ông mới kêu là con cúng cái ngày 13 tháng 9 đi. Dạ. Là cúng rồi đi đâu gặp người ta là nói. Là nói thơ pháp ha. Và được biết đó là ngày xưa là cũng có là cô Tư là có biết cái tên, biết cái tuổi của người ta. Cô Tư tính ra được cái ngày người ta giảng sanh luôn à? Biết, nói ở sớm mấy người chết rồi người ta nói quá rồi thôi nghỉ. Dạ. Nói mấy ông đừng cho con nói nữa, miễn biết họ, biết tuổi là biết ngày chết. Vậy đó hả? Rồi bây giờ là bất cứ người nào luôn hả? Là... bất cứ người nào, không riêng người nào. Vậy hả? Nhưng mà xin ông đừng cho con biết nói nữa, rồi không có cho nói. Vậy đó hả? Tại người ta ghét, người ta nói mình á. Tới giờ mà người ta gặp mình, người ta còn không dòm nữa đó. Vậy hả? Ừ. Cô nói trước là sao? Nói trước là tới chừng đó nó chết đó.
Lần trước vậy ha. Ừ. Cô phát hiện về bao lâu rồi? Hồi đó là mới bệnh có 3 tháng à, đi núi về là biết. Dạ. Hồi đó đi đi tới chùa Vạn Linh đó là tính là tắt thở rồi. Cái bắt đầu đi vô cái ngồi mấy ngồi ngoài cửa á. Dạ. Nếu mà con nghe nói núi linh lắm, nếu mà núi linh cho con vô núi này, con lại chùa Vạn Linh đi rồi con ra là cho con hết bệnh, con mới tin núi linh. Rồi vô mới ra mới hết bệnh đó. Vậy đó ha. Là về là đi ngày 18 tháng 3 phải không? 18 tháng 5. 24 tháng 5 rồi ra trị bệnh, bất cứ bệnh gì lại dỗ là hết, là đang run tật tật dỗ cũng hết nữa. Bây giờ con trị bệnh không? Ông cho hết nhiệm kỳ mấy năm rồi, nhưng mà em thấy bệnh ma đồ lợi em cũng vẫn còn trị được. Ma nhập ha. Ừ. Bây giờ nói thì trị bệnh trong cơ thể sinh bệnh không, ông nói là ma tà ma bệnh tà ai nấy ấy, nhưng em chỉ thuốc cho bó thôi. Đau nhất là chỉ thuốc cho bó thôi. Ừ. Còn bệnh ma tà là tại sao mà bây giờ có ma nó nhập vô nhập ra hoài, là nguyên nhân sao ấy vậy? Nếu kể thì người mình không biết. Dạ. Rồi người ta nói này kia hen. À. Chứ 2000 năm trở về trước á là có địa ngục. Dạ. Qua 2000 năm trở về đây là không có địa ngục, chết rồi ngồi trong ngóc nhà nè. Dạ. Rồi chờ với tủ như ngày xưa mình, bây giờ mình không có tu đi, chờ con cháu biết tu để dẫn mình đi. Còn nếu như bây giờ mà mình biết tu phải không, mình chết thì mình được bay đi, như bây giờ mình đi giết nè, sau này mình chết mình biết chỗ đó để lễ rồi mình đi. Còn mà không có đi á là chết ngồi trong ngóc trong nhà, không có địa ngục như hồi trước. Tại vì qua 2000 năm là Phật xá rồi, không có còn địa ngục, là chết là ngồi trong ngóc nhà đây, y như mình sống trên trần gian. Mà nói đi, người ta nói cô Tư không biết. Mà cô biết nói rằng không có địa ngục, Đức Phật nói có địa ngục mà. Có địa ngục, em nói có địa ngục là 2000 năm trở về trước. 2000 năm trở về đây là mực mở cửa không còn địa ngục. Cô có đó từ giờ đâu mà cô thấy mà cô phải nhận định nói vậy. Thưa anh, nói bình thường, cô nói bình, em nói thiệt chứ em nhìn trên trời em biết mấy giờ này tiên giặc sao cho anh. Em nhìn dưới đất em biết, nhưng mà tại em không nói, cái đó là mấy ông không cho em nói. Không. Vậy là nhìn thiên văn biết ha. Biết. Nhìn địa lý biết luôn. Tiên ở trển còn cực hơn mình với trần gian nè, chiều là phải văn văn thiếu một ngôi sao là anh dưới đây anh bệnh nè. Cứ tỷ anh 40 cái văn anh 39 cái là anh phải bệnh đó. Rồi 10 cái cửa trời lúc nào cũng có 10 cái quạt để quạt nè. Người ta rút một cái một vị tiên đó không quạt là anh ở dưới đây anh cũng bệnh nè. Bốn mùa phải quạt đủ bốn mùa. Vậy thì có thể có biết là chiến tranh thế giới thời gian hỏi chiến tranh ở chiến tranh tất cả chừng nào mới được yên, mà hai chừng nào mới khỏi chiến tranh. Em nói hen, chiến tranh anh nếu anh mấy anh còn sống được là anh mới chui vô điện 13 mấy anh còn sống, còn nếu mấy anh không còn sống được là không bao giờ chui điện 13 được, là không vô được là mấy anh chết. Vô điện 13 trong đó mở cửa ở dưới á, cái đó là tại vì cái đó là ông Di Lạc ổng hỏi em nghe, ổng hỏi em chứ nữa á, chiến tranh này con ở đâu, cái em mới nói con chui vô gúng không, ổng chịu ổng kêu vô điện 13 đi, mấy ổng mở cửa cho. À, vậy ha. Ừ. Chú bà đứng hình luôn. Thôi thì cổ nói thì thế là tư tưởng cổ thấy con nói vậy, cho bây giờ mình cứ nghĩ là phép Phật vốn vô biên màu lạ, ngày chung quy bủa cả trần hoàng, kẻ lành duyên nhở lòng bàn, là ma quái không tràn lan nhiễu hại, thì mình thấy vậy. Nhưng bây giờ những cái lời thì cô Tư nói vậy đó, thì chứng minh cho nó rõ là chút xíu nữa. Cũng như mấy ông nói tới đó, mấy người cứu tu huyền, mấy thần kêu mình đi,